A Di Đà Phật, con thành tâm tha thiết kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho bố con là Phật tử Bùi Văn Tư, pháp danh Huyền Minh, 81 tuổi. Bố con bị bệnh tiểu đường nặng, biến chứng sang suy thận nặng, nay lại bị zola thần kinh làm cho đau đớn không ngồi được lâu. Bố con đã niệm Phật nhiều năm nhưng niềm tin còn chưa vững, chưa nguyện vãng sinh thiết tha, vẫn còn nguyện nếu báo thân còn thì xin Phật cho con khỏi bệnh, nếu hết thì cho con vãng sinh. Lúc nào đau bệnh thì vẫn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu Ngài gia hộ cho khỏe để niệm Phật, và muốn hết báo thân này thì vợ cùng đi cùng. Bố con không còn giận ai, không thích nghe lời người khác nhắc nhiều về niệm Phật vãng sinh. Nếu ai làm trái ý thì giận liền, vẫn còn thương nhớ con cháu nhiều. Bố nói mà không gặp mặt được thì buồn. Gia đình con thì mẹ con và vợ chồng con đã tu niệm Phật, đã đi hộ niệm nhiều năm, nhưng còn bốn cặp vợ chồng anh chị em còn lại chưa tin nhưng cũng không chống đối. Gia đình con đã mời ban hộ niệm Phúc Trí hộ niệm cho bố con mấy năm nay. Kính xin thầy từ bi khai thị cho bố chúng con và các anh chị em để niềm tin của bố con được vững vàng. Chúng con cũng xin thầy điều giải chư vị pháp giới hữu duyên với bố con, để trong cơ hội này bố con có phước phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con thành kính tri ân thầy Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Bùi Văn Tư. Diệu Âm thấy bác lên đường Zoom này nhiều lắm rồi, không biết thực sự là bác muốn vãng sanh không? Bác Huyền Minh ơi, bác mà được phúc trí đến hộ niệm, xin thưa thực với bác, phước đức của bác lớn lắm đấy. Chính Diệu Âm này đi trực tiếp hộ niệm chưa chắc gì sánh bằng phúc trí đâu nhé. Và trải qua bao nhiêu biến cố, chính phúc trí, tinh thần còn vững hơn Diệu Âm nữa. Có nhiều lúc nhìn thấy cái tinh thần vững của phúc trí mà làm cho Diệu Âm cũng nương theo đó mà vững theo, đúng không phúc trí? Diệu Âm thực sự phải nói là tán thán những vị mà cái tâm gọi là kiên dũng, ý chí vững vàng này. Bác Huyền Minh ơi, nếu thực sự bác muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin bác lắng nghe những lời khai thị của phúc trí đi. Chắc chắn nếu mà bác nói rằng là khi bệnh xuống bác niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cho hết bệnh, thì khi gặp một ban hộ niệm nào chánh thống, các ngài cũng than phiền vô cùng. Mà nếu chính mình gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, chính ngài cũng than phiền vô cùng. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói rõ ràng, người nào bị ác nạn mà thành tâm niệm Quán Thế Âm thì ác nạn đó được ngài tớ cứu. Cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, nếu mà người nào thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì Quán Thế Âm đến giúp cho người đó không gặp ách nạn. Nếu lòng chí thành mà niệm thì không những là một Quán Tâm mà 25 vị Quán Tâm tới hộ trì cho mình, gia trì cho mình vượt quá nạn. Một là mình thoát khỏi cái ách nạn, rồi khi nào mình ách nạn khác lại mời ngài niệm ngài đến ngày tới ngày cứu nữa. Hai là chúng ta vượt tất cả các ách nạn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái lợi nào lớn hơn đây? Cho nên niệm Phật là băng qua núi nghiệp, mình băng qua trùng trùng cái nghiệp chứ, như vậy chắc phải không phải là băng qua từng ách nạn một. Chính vì vậy mà ngài Quán Tâm nói đời mạt pháp này chúng sanh phải bám chặt lấy câu A Di Đà Phật mà niệm, vì chính ngài Quán Tâm cũng niệm A Di Đà Phật hàng ngày. Bác Huyền Minh ơi, như vậy nếu thực sự mà bác
muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà nghĩ rằng là niệm Phật xin Phật, nếu mà cái thân mạng con chết thì cho con hết bệnh, nếu hết rồi thì coi con về Tây Phương Cực Lạc không được. Xin thưa với bác, nếu mà bác con ngửi như vậy thì dám không có đành đoạn mà tán thán đâu. Mà thường thường cái đó gọi là cái nguyện đưa đò thực sự đấy bác. Trước đây chúng ta nguyện đưa đò nhiều quá, mà đưa đò là do niềm tin không vững. Đường đưa đò là tại vì mình không tha thiết vãng sanh, mà không tha thiết vãng sanh dẫu cho chư Phật sẵn sàng phóng quan tới gia trì cho mình, nhưng mà về cái tâm của mình không muốn vãng sanh, thành ra ngăn cản tất cả con đường vãng sanh của chính mình vậy. Cho nên hồi nãy mà trước khi vô dự âm nói, mình tu hành còn phải y giáo phụng hành, đừng tự mình nghĩ ra điều gì khác. Trong pháp niệm Phật luôn luôn Phật đưa ra ba vấn đề: tu nhất định không được nghi, chỉ cần một niệm nghi ngờ dẫu cho bác niệm Phật suốt cả đời, một ngày niệm 100.000 câu A Di Đà Phật niệm suốt đời, sau cùng chưa chắc gì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà nếu bác rõ ràng là làm phước đức đầy đủ, quyết lòng buông xả không còn chấp gì nữa, thì nhiều lắm cũng sinh về một cái nghi thành, tức là hoa sen phải vấp lại 500 năm. Mà đó là những người buông xả vãng duyên, không còn tha thiết gì nữa, chỉ cần quên đi một chút là một chút nghi ngờ thôi cũng bị. Còn chúng ta đây còn vướng nặng đủ điều, nguyện vãng sanh không trọn, thì làm sao chúng ta có thể vãng sanh? Cho nên chư vị ơi, chỉ cần sới một chút là chúng ta nạn tiếp tục nạn. Còn nếu chúng ta tin Phật cho vững, niệm Phật chí thành, quyết chí vãng sanh, càng bệnh càng niệm vãng sanh, càng đau khổ càng niệm vãng sanh, càng thất bại càng niệm vãng sanh. Chư vị ơi, chỉ cần tín nguyện và hạnh đầy đủ, ta vượt qua trùng trùng ách nạn. Cho nên chư tổ nói lầm niệm Phật một câu phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tối diệt hằng sa, nghĩa là lễ Phật một lễ diệt các túc nghiệp vô lượng kiếp của mình. Tại vì về Tây Phương Cực Lạc là mình vượt qua tất cả nghiệp, ác nghiệp không còn có thể bám lấy mình nữa. Niềm tin của mình giải quyết tất cả, niềm tin không vững đành rằng phải chịu nghiệp chướng bừng lên. Bác Huyền Minh ơi, xin bác hãy nhớ, tại vì dự âm nói luôn luôn nói thẳng, tại thời gian của dự âm không có, Chúa thắng để cho bác vững vàng mà bác vãng sanh. Tại vì bác vãng sanh thì coi như cũng là một người bà con thân thuộc nào đó có giống trong vô lượng kiếp biết đâu bác vãng sanh. Cho nên khi nghe được một người vãng sanh thì ông mừng vô cùng. Ví dụ như trước em này có cái bà cụ gì đó mới thấy không, rõ ràng đi hộ niệm cho người ta sau cùng vãng sanh, mà giờ ông còn thấy tái tâm hình, rõ ràng môi đỏ như son. Đây là những hình ảnh này, là những ảnh để chúng ta phải tin. Hồi giờ các mình có thấy cái hiện tượng nào mà người chết môi đỏ như son đâu, có người nào chết mà khuôn mặt tươi tắn đâu, hoàn toàn là xám chịt, mặt mày u ám vô cùng. Họ đã đi chịu đọa lạc. Còn một người thành tâm tin tưởng, rõ ràng họ đi vãng sanh được, ta mới được quyền gọi là hoan nghênh, hoan hỷ đó, vui vẻ, mới được gọi là chúng ta tự hào, ta thành công. Nếu không đi vãng sanh được, nhất định dù đời này có gì đấy nữa, bác Huyền Minh ơi, ta vẫn phải nhận lấy cái gánh đau thương. Chính vì thế mà mong bác cố gắng, đau cũng niệm A Di Đà Phật, bệnh cũng niệm A Di Đà Phật, khổ cũng niệm A Di Đà Phật. Tất cả những đau, cái bệnh, cái khổ đều là môn thuốc thần giúp cho chúng ta phải nhớ rằng là trong vô lượng kiếp qua ta đã tạo nghiệp quá nhiều. Nghiệp quá nhiều thì ta thọ nặng đây chẳng có bao nhiêu đâu. Nếu mà rơi vào tam ác đạo, ta tá từng nghiệp không sót một nghiệp, gọi là nhân duyên quả báo tơ hào không sai, không đơn giản đâu. Ở đây chỉ là những cái nghiệp duyên có duyên ứng hiện cho ta cả một chút này, mà ta còn sợ, ta còn cầu hết bệnh, ta còn nghĩ rằng ta ở thêm đời này thêm chút xíu nữa, là do ta không quyết lòng vãng sanh. Bác Huyền Minh ơi, nhìn thấy những người đi trước đã vãng sanh
Nhìn thấy những người đi trước đã đọa lạc, ta so sánh hai cái, ta quyết làm chọn con đường vãng sanh nhé. Đường vãng sanh đơn giản là lòng tin nhất định vững vàng, ý nguyện vãng sanh nhất định tha thiết, một lòng chí thành chí chính khiêm cung mà niệm Phật. Chỉ vậy mà thôi, bác vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hy vọng cho bác Huyền Minh nghe những lời này này, quyết lòng cùng nhau niệm Phật. Nguyện cho chư vị trong pháp giới nghe những lời nói này, chúng ta cố gắng niệm Phật hỗ trợ cho nhau, để mỗi người chúng ta trong một đời này thoát tất cả những sự ràng buộc của nghiệp chướng, đi về Tây Phương thành đạo. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt cho gia đình và xin thành tâm cảm điểm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi khai thị cho bác Bùi Văn Tư. Kính mong bác cùng gia đình hãy tin tưởng nghe theo. Bác Hồng Minh là gia đình của bác Đạt hả? Dạ. bác Bùi Văn Tư là anh rể của chúng con ạ. Mong bác hoan hỉ để một đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.